Em vào nha, mày chửi nó á, nó sợ luôn, nó chửi, đảm bảo nó á, nói đi gọi sao chửi con, nó sẽ gọi dân phòng là kêu dân mình. Ô, tôi thấy nó của ai đấy? Hả? Đúng nhá? Mày,
phết nhỉ. Mẹ mày lâu thế á? Chó kia, chửi gì? Lâu thế này mà lâu á? Bố giết mày làm hết lật một. Đi giày vào trong nhà này. Còn má mồm ra tắt phát giờ. Mày mày có về quê có dùng mũ hiểm kia không Hoàng? Có chứ. Tao đổi với mày mũ này này. Cái gì? Đổi mày mũ tặng mũ này. Mày điên à? Tao cầm về tao vứt luôn ở nhà, tao mai tao đi đám cưới. Chứ tao không cầm lên đâu. Cái mũ này ở nhà tao làm gì có mũ. Mũ đây mày đổi đi. Đổi cho được. Mũ của mày mua lên là sao? Mũ này nó làm sao? Để mũ này nặng mới luôn nha. Để ăn nó mới an toàn. Ăn phục cứt. Đổi luôn. Nếu